Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 114 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 90, đứa nào dám? Tới thật rồi, xem ra đối phương đúng như mình dự đoán, thành thục rồi, nhưng mà thành thục âm hiểm, biết nhẫn nhịn, không có định bỏ qua. Bây giờ an bài đầy đủ, đoán chừng là bảo vệ khách sạn đã được dặn không có can dự rồi. Cảnh sát gần nhất chắc là có báo cũng phải nửa tiếng một tiếng mới tới nơi. Còn bọn chúng có người ra tai hộ, xảy ra cái chuyện gì cũng có thể đặt mình ngoài cuộc. Tù sáng quay người lại, thấy đám dương quy quy, lầm trú vũ đều cười nhạt. Lý bằng vũ, vỗ vai của lưu vệ. Cậu thấy chưa? Không bao giờ có chuyện bọn chúng bỏ qua đâu. Tôn Binh và Lý Quân mặt vẫn như nhằm thạch vừa rồi trên núi bọn họ cũng có tham gia hoạt động song chức trách chính là bảo vệ tô sáng cho nên luôn giữ sức tô sáng nói nhỏ với hai người lát nữa không cần nương tay sau đó mới dặn thì nhuế bạn ở chỗ tiếp tân đi đừng có vào nha còn lâm đặc nhiên có nói cũng vô ích nha đầu này không có sợ đánh nhau giang lộ thấy tù sáng nói thế thì cuốn lên này này tù sáng cậu có nghe tôi nói không vậy Cô gái này không tệ, tô sáng mỉm cười. Chị tên văn lộ có đúng không? Tôi nợ chị lần này nha. Đi qua quán bà, lúc này người bên trong càng đông. Bọn họ vừa đi qua, liền có tiếng xù ghế đứng dậy. Mấy nam tử đi về phía bọn họ lên tiếng. Đợi một chút, đứng lại đi. Bảo bọn mày đứng lại, có nghe không vậy? Tô sáng, sách túi quay người lại. Vừa rồi quán bà đã quyền náo, lúc này im lặng cho tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Phần lớn tay cầm ly rượu, cười khẩy, đợi xem trò cười. Nhìn chầm chầm cả vào bọn họ. Lý Bằng Vũ dốc người cao lớn nhất cho nên cũng lập tức làm mười mấy người bên phía đối phương chú ý tới hắn trước. Đoán chừng đang tính có nên sớm loại bỏ nguy hiểm này không? Sáu tên dậy tới, tên cầm đầu mặc áo vàng nói với đám tù sản. Bên kia chúng tôi có mấy người bạn tìm các cậu đó, chúng ta qua đó nói chuyện đi. Tô Sáng đưa mắt nhìn, nhóm dịch lực quan ngồi yên trên ghế, cười nhạo nhìn về phía bọn họ. Chẳng có thèm nhiều lời, Tô Sáng thông thả bước tới trước mặt của dịch lực quan. Lưu Duệ vì là người có liên quan, không tục lại phía sau. Mặt đối mặt, cơ bản không có gì để nói. Trước kia đã trở mặt hoàn toàn rồi. Lưu Duệ vào diện, tiền thuốc men do bạn trong trường gom góp nhau trả. Còn cái đám dịch lực quan bỏ đi, không nghĩ gặp lại nhau ở chỗ này giống như lửa giận vô hình đã bị khuôn mặt thản nhiên của tô sáng khơi lên dịch lực quang rất nhớ cái cảm giác đập lên mặt của lưu duệ nhưng mà lúc này hắn lại muốn đạp tô sáng một cái thấy đoàn người của tô sáng ngoan ngoãn đi tới dịch lực quang cơ bản nhận định vẻ mặt thản nhiên của tô sáng chỉ là giả dờ thôi có khi đã sợ xóm đá trong quần rồi dịch lực quang khi nhỏ gia cảnh không tốt lúc đó cha của hắn chẳng qua chỉ là một công nhân bình thường trong nhà máy, không có bối cảnh lớn gì. Hắn đã trải qua một cuộc sống khó khăn thiếu thốn, có lúc cả tháng chỉ có mấy chục đồng tiền sinh hoạt. Lúc nhỏ, dịch lực quan thích ăn kẹo nhưng mà không có mua nổi kẹo để ăn, hay sang nhà của người khác ăn trực, bị cha hắn đánh. Hắn thích xe, giao hiệu sách, lén xé cái hình xe ô tô từ tờ tạp chí Hồng Kông, dán trong cái phòng ngủ. Ngắm nghía những bức tranh đó tưởng tượng là mình ngồi bên trong thoải mái thế nào, chắc là phải hơn ghế sofa trong văn phòng giám đốc nhà máy. Dịch gia thuận bỏ nhà máy ra ngoài kinh doanh, 20 năm từng bước sáng lập ra tập đoàn trọng phạm. Là cử đầu của xí nghiệp dân doanh đứng sừng sững trên đỉnh cao, dịch lực quang cảm thụ được từ cuộc sống khốn khó vô danh tới được truyền thông chú ý theo dõi. Chẳng biết từ lúc nào hắn cũng không có sang nhà hàng sớm ăn chực nữa có tiền mua tạp chí theo đuổi sở thích của mình. Rồi chiếc xe mà người ta ao ước cũng tới trong tay. Cùng với hoàn cảnh thay đổi lớn, địa vị xã hội gia đình tăng lên. Tăng cấp dịch gia tiếp xúc cao rộng hơn nhiều. Đi lên từ khốn khó, cho nên tam giao cửu lưu, hắc bạch lưỡng đạo đều quen biết. Cả cái du thành đi tới đâu cũng được gọi một tiếng dịch thiếu gia. Cảm giác ưu diệt ngày một lớn, các cô tiểu thư nhà giàu cũng chủ động liếc mắt đưa tình với hắn. Cuộc sống ngày một phong phú đặc sắc. Cho nên đã lâu lắm rồi, không có ai dám có hành động khiêu khích hắn ngay trước mặt như là tô sáng. Hơn nữa, còn có cái tên bị hắn cho một bài học, không những là không cúp đuôi cuốn xéo khỏi trường, mà lại còn ngên ngang xuất hiện trước mặt của hắn. Đối với dịch lực quan mà nói, đây là một sự sỉ nhục to lớn. Nếu không dạy cho cái đám này một bài học, á hắn còn mặt mũi nào nhìn anh em trong vòng tròn chứ. Tốt nhất, ra đường biết nhìn trước ngó sau, kẹp cái đuôi lại nha, không phải làm ra vẻ một chút là người khác sợ mày đâu. Hiểu chưa? Dịch lực quan đưa tay ra định vỗ má của Tô Sáng. Tô Sáng đánh bạc tay của y ra. Mày giữ lại câu đó cho mày đi. Con mẹ mày cái thằng chó chưa có thấy quan tài chưa rơi lệ sao? Hạng thành công ngồi ở phía sau đột nhiên cầm chai bia đứng bật dậy đi tới cầm chai bia nện vào đầu của Tôn Bình. Bóp một cái, Tôn Bình bị đập lão đảo, chai bia không dở, chất lượng rất tốt. Nhưng mà hạng thành công lại sửng sốt, là một kẻ từng lăn lộn đầu đường xó chợ, chưa có việc gì chưa làm. Mười mấy năm vất vả mới có sự nghiệp bây giờ. Chai bia trong tay của hắn đập không ít người, lực đạo chuẩn. Vị trí đập thế nào chỉ có người trong nghề như hắn mới hiểu thôi. Thế nhưng bất ngờ không phải là chai bia không dở mà là đối phương không gục. Người khác có lẽ ngán sợ Lý Bằng Vũ nhưng mà hạng thành công nhanh chóng bằng kinh nghiệm nhận ra. Hai cái tên ít nói mới là nguy hiểm, cần phải hạ trước để mà đánh gục ý chí phản kháng của đối phương. Tôn Bình lão đảo một cái, thuận tay dơ luôn chai bia khác trên bàn, mượn đà xoay người đập choàng một cái vào đầu của hạng thành công. Bia đã dở tung tóe hạng thành công không kịp kêu lên một tiếng bất tỉnh nhân sự đánh chết chúng nó đi dịch lực quang đập bàn quát trong chớp mắt bốn năm tên chuyên môn gọi tới người rút ống sắt giấu trong người ra mục tiêu là lý bằng vũ lý bằng vũ giơ ghế lên đỡ vươn tay tóm lên một cái ống kéo giật về phía mình tên kia ngã xiển liễn nắm đấm to như là cái bát của hắn dùng ra năm thằng lưu manh chuyên nghiệp ngã xiển liễn cùng lúc đó lý quân bước xéo sang một bên chắn trước mặt của tô sáng ngăn ba tên xông tới dùng tay làm đao chặt cổ của một tên tên đó kết cục y như hạng thành công đổ như là chuối mà không kêu được lấy một tiếng tay trái tung cú đấm móc giữa bụng làm cho một tên khác ôm bụng như là một con tôm gục xuống tên thứ ba thấy đồng bọn thoáng gục hai tên thì trùng bước đối phương mới chỉ có ba người ra tay vậy mà bảy tám người bên mình đã ngã gục rồi đám của dịch lực quang mặt hơi tái đi nhưng mà về số lượng bọn chúng vẫn áp đảo tuyệt đối không biết tên nào hét lớn tất cả xong hết lên không cần phải nương tay mẹ kiếp đứa nào dám lỗ nam nam nhanh chóng đánh giá tình hình đối phương còn có 20 tên nữa bọn họ có chính nam tử riêng hắn và Lý Bằng Vũ làm trú vũ với hai vệ sĩ của Tô Sáng giải quyết 14-15 tên. Cho dù có thương tích một chút, nhưng mà hạ hết cái đám này không thành vấn đề. Có điều Lâm Lạc Nhiên thì không thể để một chút thương tổn nhỏ nào. Vì thế, xong tới túm cổ áo của dịch lực quang, một tay thò vào hông, móc ra một khẩu súng đen ngòm, lành lạnh, chĩa vào trán của hắn. Lúc này, lỗ nam nam bình thường luôn là ôn hòa, bây giờ như biến thành một người khác, mặt dặn dẹo trong phát hải. Con mẹ nó không tính sổ bọn mày, bọn mày dám chọc vào sao? Toàn quán ba trải qua hỗn loạn, ngắn ngủi, bây giờ yên tĩnh lại. Mấy cái tên rút vào ra, thấy lỗ nam nam rút súng thì chết điếng người. Ai dám ngờ tới cái tình thế này xuất hiện chứ? Quyển 6, chương 91, chưa đủ tư cách đâu. Trên mặt đất khoảng 6 tên lăn lộn, mặc dù là cố cắn răng không phát ra tiếng kêu nhưng mà nhìn mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán đủ biết đau đớn thế nào. Thảm nhất chính là hạng thành công, nằm thẳng cẳng, máu chảy ướt mặt, nhưng mà không ai dám lên xem thương tích của hắn thế nào. Thậm chí chẳng có mấy người quan tâm tới hắn, vì tôn binh và lý quân mặc cảnh giác lướt quanh, còn lý bằng vũ, hai tay lâm lâm hai cái ống sắt dài. Mấy cô minh tình, mặt chưa có hết khiếp hãi bịt chặt miệng. Có cô mới vào nghề, ôm đàn chị, thúc thích khóc rồi quách tiểu phu thì mặt không còn một chút máu đám hoàng khổ này lúc nãy lớn tiếng kích động dịch lực hoàng bây giờ lùi lại nắp sau lưng của đám lưu manh chúng gọi tới biểu hiện rất đớn hẹn nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay của lỗ nam nam bọn mày có biết tao lại không dịch lực hoàng cổ áo bị siết chặt giọng đã biến thành khàn khàn tao là dịch lực hoàng bọn mày không nghe ngóng xem cha của tao lại tao mà nói ra cha tao á chúng mày ở tù hết rồi tức là cha mày nghe lời của mày lắm sao lâm chú vũ làm cái bộ mặt hết sức ngạc nhiên còn nhìn quanh một vòng nói với đám đông gia giáo nhà nó hay chứ câu này làm bất kể quân ta hay là quân mình đều không có nhịn được cười chỉ là điều tình cảnh thế này bên nào cười cũng không được có mỗi lâm lạc nhiên cười ngặt ngoẻo đấm lưng lâm chú vũ bơm bớp tô sáng cũng phải nín cười Thật là cái tên béo này quá ác mồm đi. Mày, mày... Mặt của dịch lực quang vừa thấy nhục nhã, vừa xấu hổ, mặt tím tái, trông không có khác gì cái gan lợn, lắp bắp nửa ngày không chửi ra được. Bắn đi, chúng mày cứ thoải mái mà bắn đi. Hạng thành công, chưa có bị đánh gục hẳn, lúc này lao máu trên mặt, lão đạo đứng dậy, trông vô cùng hung tợn. Mặt vượt qua tù sáng, lỗ nam nam nhìn như là muốn ăn tươi nuốt sống tôn bình tiếp tục hô hào kích động. Mẹ kiếp, chúng mày dám bắn không? Hả? Dọa ai chứ? Các anh em, đừng có sợ. Thách bọn chúng có 10 cái mạng cũng không có dám bắn đâu. Đừng nói bắn chết dịch thiếu gia, dù làm bị thương một cái móng tay thôi, bọn chúng cũng nếm đủ rồi. Hạng thành công, mặc dù là bất ngờ vì thực lực của đối phương, nhưng mà hắn không sợ, lăn lộn xã hội bao năm như hắn, chuyện này hắn trải qua quá nhiều rồi đám người xung quanh lập tức hiểu ra kẻ nào dám nổ súng chắc chắn là không rồi. Đây là một cuộc so khí thế, hạng thành công nói một câu làm cho cuộc diện vốn ngã hẳn một phía. Bè đảng của dịch lực quan sắp tan ra liền lấy lại bình tĩnh. Đám nha nội hoàng khố dũng sợ hãi quay trở lại tự tin hung tợn. Đám con gái thở phào có đứa kinh miệt. Bắn đi, chúng mày có giỏi thì bắn xem sao con mẹ nó đừng có nói là súng giả nha dịch lực quang là con trai của chủ tịch tập đoàn cấp trọng lượng ở vùng tây nam mạng lưới quan hệ trong chính đàn không vừa nếu mà hắn bị bắn hậu quả có thể ngang động đất cho dù kẻ bối cảnh sâu tới mấy cũng không có chống nổi bắn đi chúng mày có gan thì bắn tao xem sao dịch lực quang gân cổ rống lên mày bắn tao á tiếp theo mày chính là đứa bị lôi ra pháp trường đó Mày nghĩ tao không có dám bắn mày có phải không? Cái thằng chó này! Lộ nam nam dí nòng súng vào trán của dịch lực quang, xoay đi xoay lại, tay của hắn giữ cổ áo. Cho nên dịch lực quang đầu như là bị bẻ gập ra sao. Đám con gái rú lên sợ hãi, dù là bọn chúng giảm chắc đối phương không có dám bắn. Nhưng mà ai đảm bảo trong lúc kích động súng không cướp cò. Bốn thằng kia là cầu thủ sao? Lâm Trú Vũ chỉ mặt có bốn tên cao lớn đầu đinh vừa nháy mắt ra hiệu với nhau. Bảo di Lý Bằng Vũ, đừng có đánh vào người, quất dở đầu gối của chúng nó đi. Mấy cái thằng mặt trắng bôi keo trát phấn, đánh rụng răng chúng là đủ rồi. Còn mấy cái thằng lưu manh cầm dao, yên tâm, đánh chết cũng chẳng có ai quan tâm. Hiểu, mấy tên cầu thủ ớn lạnh lùi lại, bọn chúng đâu có gia thế gì, được gia nhập cái vòng tròn này, hoàn toàn là nhờ đá bóng có một chút danh tiếng nếu không có đá bóng được nữa cái đám công tử tiểu thư này sẽ đá bọn chúng như là một con chó đám mặt trắng hiển nhiên đa phần là nha nội hoàng khố bên ngoài hung hăng nhưng mà về nhà đều giấu diếm nếu mà cha mẹ của chúng biết chúng gây sự thì chúng sẽ bị lột da trước tiên đã không khỏi chột dạ một số là binh tinh dựa vào cái mặt kiếm cơm không cần phải nói mấy cái tên lưu manh đánh thuê khỏi nói lên đây là ý thế mấy công tử ức hiếp người ta thôi. Giờ bọn công tử cũng đã sợ rồi. Bọn chúng đúng là có đánh chết chả quay quan tâm. Có khi bị người ta tùy tiện lấy cớ bằng nhóm đánh nhau thì chết hoàng cũng không có chỗ kêu. Lâm trú vũ nói mấy câu làm khí thế của đối phương đuối hẳn. Dọa nó đủ rồi, thu súng lại đi. Tô sáng thản nhiên như không có nói với lỗ nam nam. Hạng thành công, thấy tình hình bên mình không ổn rồi, dội gạt cái người bên cạnh ra, lưỡi liếm máu, mặt gườm gườm đi tới, hai con mắt nhìn xoáy vào lỗ nam nam. Sao? Biết sợ rồi sao? Mày lắm mồm quá rồi. Còn chưa có dứt lời đã bị tô sáng cho một cái tác thật lực bằng mu bàn tay. Bóp một cái đanh gọn, gian giọng quan bà, phục vụ khách sạn đều im như thóc. Ngô Thi Nhuế đứng với cái đám văn lộ bên ngoài, hết sức căng thẳng. Đúng thế, chó ngoan không cả người. Hàng thành công ôm mặt loạn choạng lùi lại thì bóp một cái nữa, Lâm trú Vũ cho một gậy, hai cái răng bay ra khỏi mồm, xung quanh sững sờ. Đám dịch lục quang tựa hồ tới giờ mới ý thức được một vấn đề, trước đó tưởng đối phương thấy bên mình biết là không có dám nổ súng sẽ mất khí thế, ai ngờ tình huống thật sự hoàn toàn khác, đối phương hiển nhiên không có coi bọn chúng vào đâu. Nói một câu không hài lòng là ra tay đánh không thương tiếc. Bọn này có kỷ luật, không có thể dùng cái này được. Nhưng mà đừng nghĩ không có làm gì được mày nha. Ông mày không có thiếu trò đâu. Lỗ nam nam thu súng lại dắt vào hông. tay tóm cổ áo lôi sền sệt ra ngoài. Bọn mày định làm gì? Mau, thả anh ấy ra đi. Anh ấy làm sao? Chúng mày liệu hồn đó. Cả đám la hét, nhưng chỉ dừng lại ở la hét thôi, không dám có hành động nào thực tế. Những cái lời uy hiếp lúc nãy của Lâm Trú Vũ rất hiệu quả lỗ nam nam kéo dịch lực quang đang ra sức dùng dãy tới cao nước ngoài khách sạn nước ở trên núi tụ lại chỗ này sau đó mới chạy xuống lạnh còn hơn cả tuyết âm một cái lỗ nam nam đạp dịch lực quang ngã xuống ào nước bắn tử tung dịch lực quang gào lên thảm thiết cảm giác như là muôn vàng gai nhọn đâm vào trong người cái lạnh đó không gì diễn tả nổi dịch lực quang đưa tay ra cố sức dùng dãy bám lấy bờ môi lạnh tới run rẩy lâm trú vũ được linh cảm từ chỗ của lỗ nam nam nhưng mà tên này rất độc ác túm tóc của hạng thành công lôi ra bên mép ao cho một đá vào đích răng ùm um xuống lần này cái đám người kia tịch hẳn rồi không có tên nào dám ho he nữa dịch lực quang bò được lên bờ răng da vào nhau cầm cập trông như là một con chó chết mắt quán độc nhìn tô sáng tốt nhất là mày giết được tao nếu tao mà không chết, sớm muộn tao cũng sẽ giết mày. Lỗ Nam Nam ngồi xuống, tát cho hai phát. Dọa tao hả? Con người của tao có tính xấu nha, ghét nhất là đứa nào uy hiếp. Yên tâm đi, sau này mày muốn chơi, á tao tiếp mày tới cùng. Tao có hàng trăm cách cho mày chơi đã thôi, mày không có chết được đâu. Tô Sáng cũng ngồi xuống trước mặt của dịch lực quan. Người xô xe máy vào xe của mày là bạn tao, mày đánh nó vào bệnh viện, Tao vốn tìm mày tính sổ Nhưng mà bạn của tao đã bỏ qua rồi Tao đành bỏ Nhưng mà mày thích chơi á Vậy tao chơi với mày Mày tưởng trong tay có tỷ tiền sao Mày tưởng trong tay có một tí tiền Có thể chơi đùa người khác Trong lòng bàn tay sao Chuyện này coi như là một bài học Nếu mà mày chưa chịu Tao sẽ bảo người lớn trong nhà tới tìm tao Còn mày chưa có đủ tư cách đâu Quyển 6 Chương 92 Tô sáng khác rồi Đủ rồi dừng lại đi. Quách tiểu phu loạn choạng từ trong quán bar chạy ra, cởi áo khoác choàng lên người của dịch lực quang, đang cầm cặp không có nói nên lời. Mắt ngước lên nhìn tu sáng căm hận. Các người quá đáng lắm, có cần phải làm cho người ta tới mức này không chứ? Quá đáng sao? Lâm trú vũ nhổ phì một bãi nước bọt, chỉ ống sắt vào mặt của quách tiểu phu. Đừng có tưởng là có cái mặt xinh đẹp một chút là ăn nói hàm hồ, nếu người bị đánh là bọn này chắc cô đang ngồi trong góc cười chứ không phải ra vẻ tử tế thế này đâu. Đi thôi anh, nói với đứa con gái ốc rỗng làm gì chứ. Lâm lạc nhiên, một tay kéo Lâm Trú Vũ, một tay kéo Tô Sáng. Chúng ta đi thôi. Đám người của Tô Sáng muốn đi, thân hình cao ráo, động tác xoay người nhẹ nhàng của Lâm Lạc Nhiên, lúc này vô cùng chói mắt. Bị ánh mắt kinh bỉ của cô gái xinh đẹp như vậy quét qua, bất kỳ đứa con trai nào cũng cảm thấy bẻ mặt. Bọn mày, đợi đâu đi, chuyện này hôm nay không phải thế là xong đâu. Một tên cái mặt tàn nhẫn đi tới chỗ hạng thành công, cởi áo khoác cho cái thằng này. Nói mà không có nhìn tô sáng, khiến cho người ta cảm giác hắn không phải dọa xuông. Tên khác chừng 30, được coi là ngôi sao mới trong sản nghiệp địa ốc dùng Tây Nam đi tới. Mấy người anh em, không ngại để lại cái tên đi. Nói không chừng, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi tới lúc đó còn biết cách mà xưng hô chứ chuyện này hôm nay đúng là hơi quá rồi tên này là một tên nha nội trong gia tộc được bồi dưỡng làm người kế thừa chính trị giọng nói rất có quy nếu như tới mức này vậy không có đơn giản bỏ đi là xong được đâu nếu bây giờ ngồi xuống nói chuyện còn có cơ hội giải quyết một loạt lời đầy trọng lượng đại biểu cho năng lượng đứng sau lưng của bọn chúng cũng ẩn chứa khả năng khơi lên một hồi địa chấn lớn. Có lẽ là liên tiếp nhân vật có trọng lượng lên tiếng, đám người của dịch lực quan phần nào khôi phục khí thế. Mặc dù chặn đường đám tù sáng thì không dám, nhưng mà hò hét, hùa theo để mà trợ quy. Cũng có vài tên nữa ra nói mấy lời hùng hồn như là cơ bản chỉ là đánh rắm thôi. Tù sáng dừng chân, lỗ nam nam nhìn y một cái, cũng xoay người lại, tai đã sờ vào hông. Thấy tù sáng quay về, bên kia mới thở phào. Nếu cứ để cho đối phương đi như vậy, cái vòng tròn này sẽ mất mặt lớn. Quên mất. Nhưng mà tô sáng đi qua đám đồng, tiến về đại sảnh tiếp tân, nhe răng cười với Ngô Thị Nhuế. Xin lỗi nha. May cho cậu đó. Ngô Thị Nhuế nãy giờ sợ hãi cùng với mấy cô tiếp tân nắp ở một góc. Thấy cái đám tù sáng cuốn lên nhưng mà không dám kêu. Vì cái đám người kia ngay trước mặt lúc này mới thở phào ôm chặt lấy cánh tay của tô sáng này ôm chặt nha tiểu chung nhìn mình kìa ngô thi nhuế ôm tay của tô sáng như muốn lúng giữa hai cái bầu ngực của mình biểu môi cho nhìn đó ai bảo vừa rồi không phải là cậu ấy tới đón mình chứ giữa mưa tuyết lất phất có một đôi nam nữ nói cười tình tứ bước đi để làm cho một đám người mặt mày xám xịt một cỗ xe khí thế hùng hổ phóng đi cuộc hội tụ tưng bừng được bao nửa khu biệt thự chuẩn bị chơi mấy ngày liên thoáng một cái không còn ai có một chút hứng thú nữa hết người nọ tới người kia kiếm cớ rời đi nhìn không khí này khách sạn từ trên xuống dưới không qua dám thở mạnh biểu ngữ đỏ chúc mừng sinh nhật vẫn là còn cô đơn treo ở ngoài cửa tòa biệt thự không có người một số du khách cũng nhanh chóng thanh toán tiền phòng giám đốc khách sạn hay tin khóc không ra nước mắt sau sự kiện này ông ta đã tìm việc khác là cái chắc rồi đám tù sáng nhanh chóng thu thập hành lý rời đi. Mặc dù đặt phòng tới tận ngày mai, đám người kia liên quan tới tầng cấp rất là phức tạp, long xà lẫn lộn. Tối nay mở lại đây thì thế nào bọn họ cũng chịu thiệt. Muốn chiếm thượng phong thì phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cái nào cũng không được. Nếu không rút lui bây giờ thì không phải là dũng cảm gì mà là ngu xuẩn. Trong khi lâm trú vũ quên quan với mọi người vừa xong mình quay phong ra sao thì lưu duệ tiếc dương dịch không có nói gì cả khi mà tu sáng bảo bọn họ kiểm tra lại đồ đạc đừng có để sót đồ cũng chỉ ầm ừ mấy tiếng cả đám cười đùa hai cái tên này tỏ ra ngoan ngoãn như thế thì không phải là phong cách của bọn nó đúng vậy sự kiện này hôm nay để lại chấn động không có nhỏ trong lòng của lưu duệ và tiếc dương dịch nhưng mà không phải là sợ họ phát hiện vấn đề khác nếu như nói trước đó tô sáng sáng lập ra facebook thành tỷ phú trẻ nhất bằng đó dần hào quang với bọn họ thì cái gì đó rất xa vời nó vẫn là cái thằng tô sáng đó thôi ăn mặc tùy tiện tóc tai rối bù không có giống như những nhân vật lớn đóng bộ đàng hoàng xuất hiện trên đài truyền hình làm hai người bọn họ sinh ra một ý nghĩ đúng thế cho dù tô sáng có làm ông to bà lớn gì cũng không phải là một thằng bạn nối khố quen nhau từ nhỏ của họ sao Bọn họ từng cùng nhau tranh giành một cái máy chơi game, cùng nhau trốn học, cùng nhau ngồi ở một quán cổng trường, bình phẩm nữ sinh qua lại. Trốn lên nóc nhà uống bia để mà ngắm trời sao. Thảo luận tương lai không thèm quan tâm tháng năm đang đi qua từng ngày, từng ngày một. Rồi bọn họ lên đại học, chính thức xa nhà ngàn dặm, mỗi đứa một phương trời. Thi thoảng gọi điện thoại cho đối phương, trò chuyện tán phét. Tình cảm vẫn như cũ giống như là trước kia nếu tâm tình không tốt hẹn nhau trốn học để uống bia tựa hồ không có gì thay đổi tình cảm của ba người bạn lớn lên bên cạnh nhau từ nhỏ nhưng mà cuộc đời luôn có bất ngờ khiến cho người ta không kịp chuẩn bị hôm nay bọn họ mới thấy được một tu sáng hoàn toàn khác xưa rồi dịch lực quang là một người khiến lưu duệ sinh ra một chút ý nghĩ phản kháng cũng không có nhưng mà trong mắt của tu sáng còn chưa có đủ tư cách. Nói thế chẳng phải là hắn càng kém xa sao? Nhìn lại, người xung quanh Tô Sáng bây giờ là ai? Anh em họ Lâm, bối cảnh lớn ở Kinh Thành, Dương Quy Quy, con của Bí Thư Thành Quỷ, hai người dám rút súng dí vào đầu của người khác. Đó hẳn là trong quân đội, thân phận không có tầm thường. Còn Tô Sáng là một tỷ phú có thể bao nguyên một biệt thự để mà họ chơi bời. Tô Sáng thật sự đã khác rồi, đã là một tầng cấp hoàn toàn khác bởi thế lưu duệ và tiết dương dịch không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé tự ti hai anh không sao chứ tù sáng hỏi tình hình của tôn binh và lý quân đi tới xe để mà đón bọn họ tay của lý quân vẫn còn bê bết máu chưa có xử lý không biết là của đối phương hay là thương tích của hắn còn tôn binh chỉ có đầu sưng u lên một cục ngoài ra không có vết thương nào khác hai người này cực kỳ tận chức không thẹn là cánh tay trái phải do đích thân của đủ đại dĩ rèn ra. Làm nghề của chúng tôi, chuyện gì cũng thích tính tới chiều hướng xấu nhất. So ra, đây mới là một trận nhỏ thôi, chưa tới mức xấu nhất. Lý Quân cười thoải mái, rất là chất phát. Hoàn toàn không có cái khí thế của một người giữ ải, muôn người không qua như lúc nãy. Tùng Bình thì bổ sung. Đương nhiên là chúng tôi chỉ mong lúc nào cũng gặp phải cái trận nhỏ thôi, không bao giờ thấy trận lớn. Hai anh không sao thì tốt rồi, chúng ta lên đường thôi. Tô sáng mới gật đầu, trong mắt quân nhân bọn họ, đại khái chuyện không có phải tắm máu phá dòng dây là trận nhỏ thôi. Nhưng mà sau ngày hôm nay, có lẽ sẽ có động tĩnh không phải là nhỏ rồi. Ít nhất phải khiến nửa dùng Tây Nam chấn động. Muốn che giấu cũng không được rồi. Ngay lúc này, tin tức Hẳn cũng đã lan đi khắp các vòng tròn. Tù sáng cũng không ngờ được chuyện hôm nay thành ra như thế. Nhưng mà tình huống lúc đó không có lựa chọn nào khác. Nếu không, ác hơn đối phương có lẽ chính bọn họ bị đá vào ao nước. Quyển 6, chương 93, bọn đó là ai? Cũng giống như lúc đi, lỗ nam nam lái xe, Lý Bằng Vũ, phụ lái, còn Dương Quy Quy, làm Trú Vũ, Quách Tiểu chung ngồi sau. Trong xe thương vụ là Tôn Binh và Lý Quân. Lúc đi ba người tô sáng, Tiết Dương Dịch, Lưu Duệ ngồi ở hàng cuối. Hai cô gái ngồi ghế thứ hai. Nhưng mà vừa rồi, nhân lúc tô sáng nói chuyện, Tiết Dương Dịch và Lưu Duệ lại ngồi ở hàng ghế thứ hai. Cười nhăn nhở với tô sáng. Có điều tô sáng nhận ra nụ cười của hai thằng này không bình thường rồi. Lâm lạc nhiên, nhẹ nhàng mỉm cười nói với Ngô Thị Nhuế. Thị Nhuế, nhường bạn ngồi ngoài để mà ngắm cảnh đó. Tối ôm thế này rồi, còn ngắm cảnh cái gì nữa chứ? Hơi trề môi, nhưng mà vẫn đi vào ngồi trong cùng. Lâm Lạc Nhiên đi lên ngồi giữa, chỗ bên cạnh Lâm Lạc Nhiên tất nhiên dành cho Tô Sáng rồi. Tô Sáng đột nhiên rất nhớ đường vũ, nếu có đường vũ bên cạnh, y không lo nha đầu này làm cái gì quá đáng. Quan hệ của bọn họ lúc nào cũng như là đi đu đưa trên giấy, nội tâm của y cũng không có ý nghĩ vừa qua. Thế nhưng y cũng không phải là thánh có thể cưỡng lại được cám dỗ. Ngồi vào chỗ rồi, lâm lạc nhiên, giọng tủi thân. Môi dẫu lên, đôi mắt mở to long lanh như là một con mèo nhỏ tội nghiệp. Đây nha, có chỗ ngồi ngắm cảnh bên ngoài, cuối cùng tôi cũng đã nhường cho cậu rồi. Vậy mà cậu toàn là hung ác với tôi thôi, chẳng có biết nhường nhịn tôi chuyện gì, chỉ mắng mỏ tôi, ức hiếp tôi nữa. Lưu Duệ và Tiết Dương Dịch kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Thần thái này, giọng điệu này rõ ràng là tình nhân làm nũng mà. Cái điệu bộ cô gái nhỏ mười phần hoàn toàn không có giống trong ấn tượng của họ chút nào. Không phải là tô sáng về đường vũ đang yêu nhau sao? Nghe nói còn ra mắt gia trưởng rồi, sao mà lại đột nhiên xuất hiện Lâm Đặc Nhiên? Ở bên kia, Ngô Thi Nhuế cũng há mồm kinh ngạc nhìn tô sáng rồi lại nhìn Lâm Đặc Nhiên chớp mắt liên hồi không biết ý nghĩ gì xuất hiện trong đầu lâm lạc nhiên ghen sao chẳng biết từ khi nào lâm lạc nhiên tự động hình thành suy nghĩ sao đường vũ là mình cô có thể không quá khó chịu khi mà nhìn tô sáng và đường vũ tình cảm với nhau nhưng mà không chấp nhận tô sáng liếc mắt đưa tình với người con gái khác lúc này tuyên bố quyền sở hữu của mình trắng trợn biểu lộ tình cảm bản thân với tô sáng Lúc nãy nhìn Ngô Thi Nhuế ôm tay của Tô Sáng nói cười trước mặt. Lâm lạc nhiên có một cảm giác đồ chơi yêu thích của mình đã bị rơi vào tay của người khác. Không sao mà kiềm chế được tình cảm bản thân. Ngoài ra cũng còn có một phần ác ý phát tiết sự kiềm nén của mình muốn nhìn thấy Tô Sáng lúng túng. Tình cảm của Đường Vũ với Tô Sáng do năm tháng từng chút từng chút một hình thành. Còn với Lâm lạc Nhiên giống tính cách gió giật sấm rền của mình. Cô cũng chẳng có hiểu tình cảm của mình chuyển biến từ khi nào nữa. Như là một sáng sớm thức dậy, đột nhiên thấy nhớ nhung, thấy tương tư, bản thân lắm lúc có cảm giác quan đường. Vì thế, Lâm lạc nhiên mang một tâm thái muốn là triêu đùa tô sáng, rồi lại thành cái trò đùa dễ lửa lúc nào cũng không hay. Lâm lạc nhiên đoán không sai, tô sáng bị cô dọa cho sợ nổi hết da gà da cóc, ngồi im không có dám ngoa ngoe. Chưa hết, trong xe bật điều hòa, không cần mặc nhiều áo nữa. Lâm lạc nhiên đòi tô sáng cởi áo cho mình. Đến cái khóa cũng bắt y kéo. Sau đó, bất kể là mặt tô sáng rung sợ cỡ nào, tự mình cởi áo cho y, gấp lại cẩn thận. Lại làm nũng, nói là hôm nay con chưa có được ngâm suối nước nóng, phải về rồi. Lần sau tô sáng phải đền bù đó. Đường núi dòng dèo thật sự không có tốt lắm, cho dù tay lái của Tôn Bình rất vững vàng, xe cũng không khỏi lắc lư. Bầu ngực mềm mại của Lâm Lạc Nhiên không ngừng da chạm vào cánh tay của Tô Sáng. Lúc nở ra, lúc dẹt vào. Lúc nãy, Lâm Lạc Nhiên chỉ còn mặc đúng có một cái áo thun ba lỗ, giống như xuất phát lúc trưa. Ở góc độ của Tô Sáng, thoải mái nhìn qua cổ áo của Lâm Lạc Nhiên mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Non nửa bầu vú đập thẳng vào trong mắt, đôi bầu vú tròn căng đó được cái áo lót khéo léo ép thành khe vũ sâu hung hút. Hai quả cầu tròn dưới lớp áo mỏng cùng với xe rung lắc mà nảy lên đầy nhục cảm. Áo lót màu đen càng khiến cho da ngực càng thêm trắng, càng dụ dỗ người ta phạm tội. Tô sáng cảm thấy có một ngọn lửa dần dần thiêu đốt trong lòng. Chỉ là muốn đưa tay qua cổ áo kia vuốt ve bầu ngực của thiếu nữ dụ hoặc đó. Đã thế, xe lắc lư không ngừng ngực của Lâm Lạc Nhiên cọ cọ cánh tay quỳ, làm thân dưới y rạo rực như hòn thang. Thế nhưng, mỗi một cử chỉ, mỗi một lời nói của Lâm Lạc Nhiên làm tu sáng sợn tóc gáy. Chỉ là muốn mở ngay cửa, lao xuống đường như phim hành động. Cái đám ngô thì nhuế, tiếc dương dịch, lưu duệ từ lâu không có còn dám nhìn hai người bọn họ nữa rồi. Ngồi im, lưng thẳng, mắt hướng về phía trước, xe chạy bon bon, không khí bên trong xe vô cùng quỷ dị. Liên tiếp có ba nhóm cảnh sát giao thông từ huyện Tân Tân, đại đội cảnh sát giao thông đường cao tốc Dung Thành, cảnh sát giao thông của thị trấn Vũ Long nhận được điện thoại chặn đường một cái xe đen và một xe jeep ở lối vào của đường cao tốc Dung Thành có ba chiếc xe cảnh sát dàn hàng dọc chú ý theo dõi từng chiếc xe đi qua dẫn đội là đào hành kiện đội trưởng đội số 2. khi mà nhận được điện thoại hắn không một chút chần chừ ngay lập tức dẫn ba chiếc xe cảnh sát còn lại trong đồn, phóng nhiều bài tới địa điểm, mặt đen như là đít nồi, đảm cấp dưới, kẻ nào kẻ nấy như chuẩn bị ra trận. Người lâu năm ở đội 2 đều biết là Đào Hành Kiện có bối cảnh, có mỗi điều là tính khí không tốt, nên không có ai dám cho hắn làm lên cao sợ gây quả. Bản thân của Đào Hành Kiện cũng chẳng có tham vọng gì, thế cho nên càng không có nể sợ ai. Là một tên dương bác, luôn bị sai đi giải quyết cái vụ khó nhằn trong đại đội còn nhớ cái lần trước đào hành kiện bày ra một tư thái như đón địch này khi ở dung thành tổ chức truy quét cái nhóm đua xe cướp giật khi đó dùng tới mấy trăm cảnh sát lập chốt ngầm khắp nơi mọi người cẩn thận hỏi anh đào rốt cuộc là vụ gì nói cho bọn em còn chuẩn bị tâm lý chứ đào hành kiện mặc hết sức nghiêm túc điện thoại của lãnh đạo sở giao thông tỉnh nói là có một đám lưu manh có súng vừa hành hung người ở trên tuyết sơn Tây Lĩnh, đang bỏ chạy về Dung Thành đó, đi trên một chiếc xe bán tải và một chiếc jeep, muốn là chúng ta dây bắt mang về đồn. Cái gì? Còn có súng sao? Lực lượng của chúng ta có đủ không đó? Sợ chó gì chứ? Một cái thằng có súng thôi, chỉ là dọa dân thường, làm sao mà dám bắn? Hơn nữa, còn có đội khác phối hợp đang trên đường tới. Đào hành kiện, hung hăng phất phất tài, lần này còng lớn, anh em của ta may mắn gặp đúng dịp rồi, nhất định là phải bắt được bọn chúng, không có cho kẻ khác cướp công. Chiếc bút thương vụ đen và chiếc xe rip, đúng như miêu tả đã tới chốt chặn, không ngờ rất ngoan ngoãn, nghe theo hiệu lệnh giảm tốc độ dừng lại. Đào hành kiện vẫn không một chút lơi lỏng ra lệnh xung quanh, rút khí giới khống chế xe. Kết quả tới bên cạnh chiếc xe rip cái đám cảnh sát giao thông chưa kịp thể hiện khí phách, khuôn mặt nghiêm trọng biến thành một nụ cười xỉm nịnh. Đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn cướp bóc, cho nên đồ của chúng tôi tăng cường tuần tra kiểm soát. Mọi người đi đường cẩn thận nha, có gì gọi điện khẩn cấp cho chúng tôi. Sau một phen giải thích, đào hành kiện dùng lễ quân đội chào, trả từng tờ giấy chứng nhận cho đối phương, lưu sang một bên nhường đường. Nhìn hai cái xe đi xa, đào hành kiện đứng thẳng lên lao mồ hôi cùng mẹ nó cái thằng chó chết chơi ông sao lần sau cẩn thận họ hàng mày mà tới tuyến đường của ông mày ở canh gác ông cho vào đồn chơi hết luôn cách dung thành 40 km cách 60 km bên mép con đường dưới chân tây lĩnh bảy tám chiếc xe đổ lại khiến cho một số người ở huyện nhỏ gần đó dây quanh ngó nghiêng nhìn cái thứ giống như là trên tivi mới có cái gì không có chặn được sao? Bọn mày rút cuộc làm cái gì? Người đó mới tức giận, đập dỡ di động, quay người lại, nói với dịch lực quan. Người anh Trương gọi tới cũng không có ngăn được. Kinh động tới sở trường của giao thông rồi. Hiện giờ đã có ba nhóm cảnh sát giao thông lập chốt để mà chặn rồi. Vẫn khiến cho đám người đó về được dung thành. còn mẹ nó, rốt cuộc đó là ai vậy? Quyển 6, chương 94, Những hạt giống trong thư phòng một gian biệt thự ngoài ô của Du Thành, một nam tử trung niên trên 50, sắp xỉ 60 tóc hoa râm, mặt gầy gò, ngồi trên ghế sofa, mặt đỏ gầy như uống rượu. Một thanh niên cao lớn đẹp trai trắng trẻo, cúi gầm mặt đứng phía trước. Mày còn mặt mũi nào mà đứng trước mặt của tao sao? Trước kia ta bảo mày thế nào? Mày còn trẻ, ham chơi, cái đó tùy mày. Nhưng mà mày phải nhớ cha của mày không phải là số một, ra ngoài đường đừng có hở ra một chút gây sự muốn dạy bảo người khác tao có nói vậy không hả vậy xem đi mày làm cái gì dịch gia thuận chỉ mặt của dịch lực quang mày thích đá bóng ừ thì tao cũng chiều thôi tao để cho mày kinh doanh phương diện này cả cái đội bóng bây giờ nằm trong tay của mày rồi nhưng mà tao nghe được cái gì đây cầu thủ đánh nhau đi chơi quán bar thâu đêm không về có chuyện này không lúc đó chỉ là mở tiệc mừng sinh nhật của con thôi, chỉ có một lần à. Dịch lực quang, Lý Nhĩ nói, mày còn cãi sao, chỉ một lần hả? Dịch gia thuận, đứng bật dậy dung tay. Dịch lực quang đã nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận một cái tác trời gián rồi. Nhưng mà cuối cùng, dịch gia thuận vẫn kềm chế được, ngồi bịch xuống. Lần gần nhất, ở Nam Sơn mày bưng bít được, lần này mày kéo cả một đội bóng tới Tây Lĩnh. Nếu mà không phải phóng viên khui ra, tao còn không có biết gì hết. Mày nói một lần là số lần mày bị tao phát hiện. Tao thấy cái đội bóng này không cần phải giữ nữa rồi, bán quách đi cho xong. Dịch lực quang ngẩng đầu lên cuốn quýt nói, Chà, lần này không phải là con gây chuyện đâu. Cầm mồm! Dịch gia thuận lấy ngón tay xỉa vào trán quán. Vậy ai gọi điện thoại tìm Trương Bân để mà gọi người tới đánh người ta? Hả? Mày dám nói không phải là mày gây chuyện mày nghĩ cha của mày già cả lú lẫn rồi hả? Trong phòng còn có một người nữa khá trẻ, chừng chưa tới 30, mặt vét phẳng phiêu, dày da sáng bóng, tóc cắt tỉa cẩn thận, đeo kính gọng vàng. Đó là dạng quý, trợ thủ đắc lực của dịch gia thuận, đứng một bên không có nói gì cả, gặp phải cảnh này rất lúng túng. Dịch lực quang cứng họng phía anh Trương, anh ấy nói gì với cha sao? Nó dám không nói gì với tao à? con dịch gia thuận gọi dân gian giang hồ đánh dằn mặt người ta mày ghê gớm quá đi người ta chặn mày xô phải cái xe của mày thôi mày cũng đánh cho người ta nhập viện rồi bây giờ thấy chưa hả sao đi chơi gặp mặt người ta còn muốn đánh tiếp kết quả hút đầu vào trong tường đó bị người ta ném xuống ao như là một con chó nhục chưa hả con người ta không có chửi mày đâu mà người ta chửi cái mặt già này này người ta chửi gia giáo nhà này này dịch gia thuật đập tay vào ngực. Cái gia nghiệp này mà tao giao vào tay của mày á, bao lâu sẽ tan tành. Xéo về phòng nghỉ cho kỹ đi. Trong vòng một tuần mày bước chân ra khỏi nhà thì mày biết tay tao. Dịch gia thuận rống lên đủ dịch lực quan Khi mà dịch lực quan không dám cãi nữa, dân dạ về phòng. Đợi cho con trai đi rồi, dịch gia thuận gọi dạng quý ngồi xuống trước mặt của mình. vẻ mặt không còn tức giận như trước, ngược lại hơi âm u những đứa kia lai lịch thế nào. Dạng quý dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, giọng nhẹ mà rành rọt. Một là Dương Quy Quy, con của bí thư thành quỷ Dung Thành. Một đứa là Tô Sáng, con của tổng giám đốc tập đoàn Đại Dung. Hai đứa này rất là nổi tiếng ở Dung Thành, có thể xem là nổi bật trong đám trẻ. Còn người dùng súng không rõ thân phận, đoán chừng là vệ sĩ. Dịch Gia Thuận nheo mắt lại, con của Tô Lý Thành và Dương Bạc. Dám trèo lên đầu của dịch gia rồi Giỏi lắm Cây muốn lặn mà gió chẳng có dừng Giờ cái đám giảng bối Cũng dám không coi dịch gia ra gì Nếu mà nhẫn nhịn bọn chúng một lần sau Chúng dám đái vào trong mặt của dịch gia thuận này Chúng ta có thể Làm cái gì đây Giảng quý là túi khôn của dịch gia thuận Được ông ta cực kỳ tín nhiệm Hắn hiểu rõ Thực lực của tập đoàn Và mối quan hệ của dịch gia thuận Còn hơn cả dịch lực quan với khả năng của chúng ta, cho Tô Lý Thành nếm trái đắng, khiến cho Dương Bạc hút đầu vào tường vẫn có thể làm được, nhưng cái giá phải trả không phải là nhỏ rồi. Tổn thất vài triệu hay là trăm triệu không thành vấn đề, kể cả ảnh hưởng tới một vài mối quan hệ, nợ người ta ân tình cũng không sao. Dịch Gia Thuận hừ một tiếng, nhưng mà ít nhất muốn chặt đứt một cái tay của Dương Bạc, muốn diệt một người trong nhà của Tô Lý Thành để cảnh cáo chúng có thành vấn đề gì không? Lúc này mắt của ông ta đỏ ngầu như thú dữ, làm gì có nửa phần già nua nào? Dạng quý trầm ngâm một hồi mới nói, Chú Dịch, nếu thế ít nhất là phải tốn vài trăm triệu, ngoài ra chú muốn diệt một người trong nhà của Tô Lý Thành, thì chú cũng phải chuẩn bị mất một người trong nhà đó. Trên sân thượng, nhà của Tô Sáng, ở tiểu khu thành thị giật ngữ, Tiết Dương Dịch Khệ nệ xách một cái hộp giữ lạnh lên, lao mồ hôi nói. Trong này có tổng cộng 15 chai bia, tao nghĩ vậy là đủ cho hôm nay rồi. Tù sáng, tối đa ba chai là đo đất rồi, tao với mày chia nhau mỗi đứa 6 chai là ổn. Lưu vệ xử lý vật liệu từ cắt thịt cho tới pha nước mắm, tẩm ướp thịt đều do một mình hắn làm, không cần phải nhờ mẹ tù sáng. Không biết làm cái món thịt thì không có dám nhận là người hạ hải rồi. Lưu Duệ càng sở trường cái món này. Tới 11 giờ hôm nay, Lưu Duệ và Tiết Dương Dịch sẽ lên tàu về Hạ Hải. Tu Sáng đề nghị trèo lên sân thượng để mà ăn thịt nướng. Hai tên kia nói là không cần, nhưng mà Tu Sáng nhất quyết làm, còn không có cho gọi đám Dương Quy Quy tới. Tu Sáng kệ hai cái thằng bạn nói xấu sau lưng của mình, vẫn trọng mong quạt than, thịt nướng nhất định là phải dùng than, nếu dùng bếp nướng điện mất cái thú của nó. Trời còn chưa có tắt nắng, mò lên sân thượng, ăn đồ nướng, cảm giác hơi điên điên. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, mỗi người một chai bia lạnh cùng với nhau, tu một hớp dài. Bia lạnh chạy qua cổ họng tới đầu biết đó, khắp toàn thân khoan khoái, không có nói nên lời. Đã nha, tu sáng thở ra một hơi kiều lớn, lần gần đây nhất bọn họ đã tụ tập uống bia thế này đã là ba năm. Thật chính, thật chính, chén thôi. Lưu Duệ xoa xoa tay nhìn thịt chín cháy vàng trên vỉ nướng, không có một chút rau rợ gì hết, đơn thuần chỉ có thịt bò và thịt lợn, một bát nước chấm chanh ớt tỏi mà thôi. Mặc dù biết ăn thế này không tốt, nhưng mà kể còn trẻ mà, giờ không tranh thủ mà ăn và hối hận. Thế nhưng chưa có kịp gấp thì tù sáng đã dương đũa ra gạt hết thịt vào trong bát của mình. Sau đó cho cả bốn năm miếng và mồm vừa nhai nhòm nhòm, say sưa ngon lành, vừa suýt xoa gì nóng, sau đó mới tu lại một ngụm bia, tỏ ra hết sức thích chí. Cái thằng chó này, mày không có để cho anh em một miếng sao? Tiếc dương dịch, muốn xông vào bóp cổ tu sáng. Lúc nãy, mày có bỏ miếng thịt nào lên để mà nướng đâu? Lưu Duệ cũng tức điên. Vì sao tao phải để cho chúng mày? Tao là tỷ phú, tao có quyền, đúng không? Tu sáng hừ một tiếng, bực bội nói từ khi mà trở về từ tuyết sơn tây lĩnh bây giờ đã là ngày thứ ba trong ba ngày đó tiết dương dịch và lưu duệ cứ tránh mọi cách để mà tránh mặt y đáng lẽ kế hoạch ở lại dung thành một tuần cũng lấy cớ nhớ nhà về sớm tiết dương dịch và lưu duệ cười ngượng ngập không có nói gì cả tiếp tục đặt thịt lên nướng than khói bốc mù mịt ở góc chung cư cao cấp cả ba ăn trong im lặng không khí khá gượng gạo nào cạn đi. Tiếp tục được một lúc, tô sáng nâng chai bia lên, tiếc dương dịch và lưu duệ cũng nâng chai cũng nhẹ với y, rồi ngửa cổ uống cạn. Mỗi người lấy thêm một chai nữa trong cái thùng giữ lạnh, trước khi uống tiếp, tô sáng mới nói, chúng mày muốn nói cái gì nói hết ra đi, đừng có nín trong lòng, mặt thằng nào cũng như là táo bón, không bực sao. Quyển 6, chương 95, Những hạt giống Chuyện này mà không nói ra, sau ngày hôm nay, quan hệ giữa bọn họ sẽ dần dần xa cách, không có bao giờ quay lại được như cũ nữa. Tù sáng đã cảm nhận được, sau chuyến đi Tây Lĩnh, một cảm giác xa lạ sinh ra trong lòng của Lưu Duệ và Tiết Dương Dịch. Không phải ví dụ duy nhất, từ sau khi mà thân phận bại lộ, nhiều bạn bè trước đó vẫn còn giữ liên hệ với Tô Sáng, cơ bản đã đoạn tuyệt. Trên là thân phận quá lớn, khiến cho họ không có thể coi Tô Sáng như là bạn bè đơn thuần nữa. Theo thân phận thay đổi, dòng giao thiệp của Tô Sáng ngày càng rộng, càng ở tầng cấp cao hơn. Nhưng đó chỉ là mối quan hệ gắn kết vì lợi ích như Lỗ Nam Nam, Lý Bằng Vũ hay là vì công việc như Triệu Hạo, Kiều Thụ Hâm. Còn bạn bè bên cạnh ngày càng ít đi. Chẳng kết bạn được thêm dài, vốn công việc là bận biểu suốt ngày, còn phải dành thời gian cho đường vũ. Tù sáng không có nhận ra điều đó nhưng mà chuyện lưu vệ và tiết dương dịch làm cho y sực tỉnh lòng của tô sáng hỗn loạn trang chí vũ trương hiền từ chối đi tuyết sơn di thậm chí là trương phi phi ưa náo nhiệt nhất không có thấy đâu sự lúng túng của tiêu dân dân khi mà nhận điện thoại của mình rồi bạn gái của lý hàn không phải là không hợp nhóm bọn họ mà là có lẽ vì y lưu duệ và tiết dương dịch không có giống như đám lý hàn trương tiểu kiều tiêu hút ngày ngày bên cạnh tô sáng cho nên không có bị sốc dù là thế tô sáng cũng phải tận lực tỏ ra tùy ý như trước bọn họ mới thích ứng được con người phức tạp không phải là cứ thân thiết nhau hơn thì có thể vượt qua được khoảng cách này thực ra mầm móng đã có từ trước rồi lưu duệ khó tiếp nhận tô sáng nghiễm nhiên trở thành danh vượt xa người bình thường cũng chạy trước cái đám bạn nối khố cùng khởi điểm của bọn họ như chuyện xô xe rồi nằm viện sau khi mà xảy ra không có cho tu sáng biết hắn là muốn quật cường xử lý tất cả ý đồ muốn chứng minh cái gì đó ví dụ sự chênh lệch hay là ý nghĩa không chịu thua kém bạn bè chỉ là sự kiện tuyết sơn làm cho lưu duệ nhận ra đó là một sự chênh lệch không thể săn lấp trên sân thượng im lặng rất lâu khi mà tu sáng tưởng chừng hôm nay mình sẽ mất đi hai người bạn thì Lưu Duệ ngập ngừng hỏi Tù sáng Tao cũng theo dõi cái facebook của mày Hiện giờ có bao nhiêu tiền Mày e là bây giờ không chỉ là một tỷ đâu chứ Một tỷ là tính từ đầu năm nay rồi Với tốc độ phát triển bây giờ của facebook Giá trị đã tăng thêm rất nhiều Nhưng mà cũng không có thể chỉ nhìn vào giá trị của nó Khi thật sự làm mới biết nó là một cái hố nuốt tiền không đáy Lần này bong bóng internet dở làm xác chết la liệt hắn là chúng mày cũng biết sao phong quang là ẩn chứa vô vàn nguy cơ cho nên trên internet mới có cầu công ty internet cách ngày phá sản chỉ có 30 ngày đây là cái lĩnh vực tạo thần cũng là một nơi ăn thịt người không nhả xương mà tao á, rơi vào đó rồi tù sáng thở phào nói ra được là tốt rồi trong lúc kích động nói liền một hơi như chỉ sợ không có nói được á, thì không có cơ hội để mà nói nữa Mỗi người làm thương nghiệp quan trọng nhất không phải là rốt cuộc có bao nhiêu tiền, làm sao để mà có thể tiêu nó. Tiết Dương Dịch vừa lật thịt vừa cáo kỉnh nói Thôi, bài than nghèo của mày đi, nghèo tới mức có tiền bao cả một biệt thự, có vệ sĩ từng làm bộ đội đặc chủng như mày tao cũng muốn nữa. Tù Sáng cũng cáo tiếc chửi, sự bố chúng mày lắm giọng vậy, thế muốn tao phải thế nào đây? Ừ, Tao, tao nói là tao có mấy tỷ, ngoài Facebook, tao còn mấy công ty nữa. Tao có xe đắt tiền, tao có bạn gái đẹp như tiên, để cho hai thằng bạn nối khố với tao không thèm chơi với tao nữa sao? Lưu Duệ cười gượng, không phải là không thèm chơi với mày nữa, chẳng qua trước kia không có nhận thức trực quan của mày đã khác rồi. Bọn tao chưa có thích ứng được thôi Dần dần sẽ ổn mà Tù sáng hừ lên một tiếng Cả ba chạm chai với nhau lại thêm một khoảng thời gian im lặng nhưng mà không khí đã khác hẳn. Tiết Dương Dịch hơi xấu hổ nói. Ở trường, tao cũng tham gia một cái hội sáng nghiệp, năm nay còn tổ chức buổi diễn giảng. Mời cái nhà doanh nghiệp thành công địa phương tới để mà truyền đạt kinh nghiệm. Có người nói câu này, muốn là một người thành công, trước tiên phải có bản lĩnh, chống lại sự cô đơn. Có lẽ thế, bạn bè trước kia tránh mặt tao không ít, cả tiêu dân dân cũng thế tu sáng thở dài tâm lý này tù sáng hiểu y cũng đã từng tự ti mà trốn tránh tất cả bạn bè cũ nhưng tao ích kỷ ít nhất tao không có muốn hai đứa mày cũng vậy người ta nói lão gấm về quê nếu thành đạt rồi không có bạn bè chia sẻ thế nên coi như chúng mày chịu đựng gì tao đi thôi bỏ đi chỉ cần mày không có thay đổi dù mày có giàu nhất thế giới bọn tao cũng là bạn của mày lưu duệ kết luận dứt khoát, đạp cho tô sáng một phát. Không nói mấy cái lời sến sủa này nữa, sơi, sởn hết da gà lên rồi. Tiết dương dịch quay lại chủ đề. Mà mày nói xem muốn sáng nghiệp phải làm thế nào? Lưu Duệ phụ quả, tao cũng muốn biết nữa. Nếu là trước kia, hai bọn họ quyết không có thể sinh ra ý nghĩ này. Chỉ có vật lộn, kiếm lấy cái bằng khấm khá một chút, kiếm công việc có không gian phát triển thì mừng lắm rồi. Còn những cái mục tiêu xa xôi càng lớn lên, càng thấy người thành công chỉ là lời đồn trong miệng của người khác. Cách mình một dạng 8.000 dặm, bản thân chỉ có thể thảo luận những cái chiếc xe đắt tiền dòng dèo qua bên đường thôi. Đại bộ phận không thể làm người thành công, nên những công vụ viên dên cái mặt hất hàm, những người có công việc béo bở trong xí nghiệp càng gần kỳ vọng với người bình thường. Thế nhưng khi mà tô sáng cũng là một trong số người thành công xa xôi kia thì rất nhiều người đã bị ảnh hưởng. Tiết Dương Dịch, Lưu Duệ và Tô Sáng có cùng một khởi đầu, gia cảnh chỉ là công chức bình thường. Mua không có nổi xe, nhiều năm sau mua không có nổi nhà, thành tích học tập chẳng ưu tú, năng khiếu thể thao cũng chẳng có hơn ai, văn nghệ càng nát. Dường như là định sẵn, ba người bọn họ có cuộc sống vô vàng tiếc nuối. Anh em tụ tập sẽ luôn có câu chuyện phải thở dài vậy mà tu sáng đột nhiên vượt lên lột xác một cách qua lệ hướng tới tương lai quy hoàng bầu trời rộng lớn trong lòng của tiết dương dịch và lưu duệ có nhiều mâu thuẫn có nhiều cảm xúc phức tạp đồng thời có một hạt giống chực nảy mầm đặc biệt chuyến đi tây lĩnh tuyết sơn lần này gia chạm với thế lực trước đó chỉ dám cúi đầu bỏ qua vừa thấy được một tu sáng khác làm cho bọn họ bàn hoàng đồng thời hạt mầm kia cũng tách vỏ dương lên một cách kiên quyết. Tu sáng kiên nhẫn giảng giải cho Tiết Dương Dịch và Lưu Duệ kinh nghiệm sáng nghiệp mà bản thân đã rút rút được. Không có nói nhiều điều mơ hồ khó hiểu hay chỉ nói những cái thứ thuật ngữ chuyên ngành cao xa khô khan mà luôn thêm vào với lượng lớn câu chuyện minh họa thực tế. Nói có sách, mách có chứng làm cho hai tên bạn nghe say sưa như là chuyện thần thoại cố ý nói những cái lời cao thâm sâu xa, chỉ là kẻ kiến thức nửa vời sách vở, có thể biến cái thứ thâm thúy phức tạp nói ra một cách đơn giản dễ hiểu mới thật sự là một người nắm giữ kiến thức, đưa nó vào thực tế. Tóm lại, nếu như bọn mày có được hạng mục có độ khả thi cao, tao sẵn sàng đầu tư tài chính cho bọn mày sáng nghiệp. Được, mày hứa rồi nha. Tiết Dương Dịch và Lưu Duệ vui mừng cùng chạm cốc với Tô Sáng. Thời buổi này sinh viên sáng nghiệp đã không còn là chuyện gì mới mẻ nữa. Áp lực kiếm việc làm cũng khiến cho chính phủ và trường học khuyến khích sinh viên sáng nghiệp. Chính sách ưu đãi ngày một nhiều. Giờ sinh viên đi học bằng xe ô tô do chính bản thân mua được không phải là quá hiếm. Vì thế bây giờ mới có người hô hào khẩu hiệu. Người hạng nhất làm tài chính, chỉ người loại ba mới đâm đầu vào giáo dục và văn nghệ. Tiết Dương Dịch và Lưu Duệ so với nhân vật ưu tú, tất nhiên đạo hạnh còn xa lắm, có điều hiện giờ không phải là muộn. Ăn xong, dọn dẹp hành lý, Lý Quân lái xe tới, đưa bọn họ ra ga tàu về Hạ Hải. Trước khi lên tàu, Tô Sáng đưa cho mỗi người một cái thẻ. Cầm lấy đi, bên trong này không có một xu nào đâu, nó là đại biểu cho lời hứa của tao. Chúng mày có được hạng mục tử tế, tao sẽ gửi vào đây 200 ngàn. Nếu trong vòng nửa năm không có bị thua lỗ Tao nghĩ bọn mày có thể triển khai bước tiếp theo. Các bạn vừa nghe xong tập 114 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.